combo này mà nếu như mà tôi bắn là tôi bắn phát chắc chết nó đấy. Rồi bắn cái. Ui hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn, đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hùng Akira Mobile. Và chào mọi người đã đến với video nữa về chuyên mục đó là thích ăn hành. Như các bạn cũng đã biết đấy, bình thường tôi hay đi ăn hành ở bên Tử Chiến đúng không? Là chấp 3 round, sau đấy mới lật kèo. Cái sở thích khổ dâm, à lộn nhầm, chết bậy. Cái sở thích gọi là ăn hành thay cơm nó đã ngấm vào máu tôi rồi. Cho nên là hôm nay nhân dịp gọi là nó ra mắt vòng quay lại của khẩu XM8 gọi là hỏa táng, thì tôi sẽ làm quả thử thách, đó là tôi sẽ chấp 04 ở lại chế độ độc lang chiến, sau đấy tôi lật kèo các bạn nhé. Và tôi sẽ cầm gọi là tôi đi review khẩu này nữa luôn một thể. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào test thử quả vòng quay lại của khẩu XM8 bão lửa xem nào. Thực ra ngày trước ấy, ui vãi đồi, quay vừa vào cái đã quay được luôn khẩu XM8 độc dược với cả là một quả hòn đá rồi. Trông có vẻ hên đấy, mặc dù là khẩu rẻ nhất nhưng mà chứng tỏ là không có lừa, chứng tỏ là quả vòng quay này khá là dễ. Thì Âu cũng phải đấy các bạn ạ, tại vì là khẩu XM8 nó ra skin lôi thần rồi, nó là skin nâng cấp, cho nên là cái việc mà mấy cái khẩu súng này bây giờ nó dễ ra thì nó cũng hiểu được thôi. Nói chung là cũng phải ra cho người ta có skin súng mà chơi một tí chứ. Đấy, nhưng mà nó ra được khẩu súng, còn lại nó đen cái khác. Người ta gọi là đen tình xong đỏ bạc là có thật. Phải cả Lina, hai khẩu độc. Rồi xong, bây giờ hồi em gọi là ăn độc thay cơm hay gì vậy? Phải cả cứt ra em vừa ăn hành cơ. Ôi các bạn ơi, các bạn từ từ nhá, bình tĩnh nhá, cho mình nói một câu thôi. Tôi rút lại lời vừa rồi là tôi nói là không hề dễ một tí nào. Garena à, Garena, are you fucking kidding me? Really? Má, phải cả nồi ạ. Vâng, và có vẻ như chúng ta sẽ phải mất một số lượng lúa khá lớn. Nó rơi vào tầm khoảng 8.000 kim cương, hơn 8.000 kim cương rồi. Này tôi nâng được khẩu XM8 gần lên level 7 thì tôi mới đủ để mua được khẩu bão lửa các bạn. Mà hình như khẩu này ngày xưa nghe tên là hỏa táng hay sao ấy. Khẩu này mình nhớ ngày xưa nó tên là hỏa táng, mà không biết bây giờ tại sao lại đổi tên thành khẩu bão lửa nữa. Hay là ngay từ đầu nó tên là bão lửa nhưng mình không để ý nữa. Mình chỉ nhớ là ngày xưa mình cứ gọi khẩu này là hỏa táng thôi. À mới vào cái dao quả bóng keo luôn, khá là hên. Rồi bây giờ mình sẽ đi test cái hành động này cùng với lại là mấy cái đồ này nhá các bạn nhá. Test quả hành động với cả quả bóng keo này cùng một thể luôn. Nói chung là mấy cái này mình thì không đẹp lắm. Thật sự là bây giờ kiểu skin bóng keo thì nó nhiều quá rồi ấy. Nên là cái việc mà nó sơn một quả bóng keo khác để làm tôi không bất ngờ nữa. Quả lựu đạn thì cũng lại càng không, tại vì tôi đéo quan tâm quả lựu đạn nó hình gì. Còn mấy cái hành động thì bây giờ nó nhiều quá rồi thật. Ý giời, ui, quả hành động này mà mặc thẻ vô cùng mùa 1 không biết có đẹp không ta. Ý giời, con gái con nứa gì mà bạo lực thế. Ok các bạn, sau một hồi tôi bất lực về việc đó là ghép ngẫu nhiên thì mấy thằng đồng đội nó bắn nó toàn win luôn hai thằng. Hoặc là gặp hai thằng địch nó gạ team up, nó eo chịu bắn, nó cứ ra kiểu anh Hùng Akira ơi, em là fan cứng của anh này, anh đừng bắn em nhé, chúng ta ôm nhau nhé. Rồi lại team địch lại một thằng AFK nữa rồi. Thế nên là tôi không thể nào mà chấp được các bạn ạ. Bởi vì là tôi không bắn nó là nó cũng éo bắn tôi. Mà kể cả tôi có bắn nó thì nó cũng éo chơi. Đấy, cho nên là bây giờ tôi phải chơi theo kiểu là tôi sẽ lấy ẩn hai nick của tôi các bạn nhá. Các bạn đừng thắc mắc thằng nào đang cử động Hùng Akira IT. Tôi đây chứ đâu. Tay tôi, một tay tôi cầm điện thoại, một tay tôi cầm máy tính các bạn ạ. Mỗi lần máy tính tôi chết, bắt đầu tôi vác điện thoại ra tôi bắn. Đấy, thực ra là tôi không cố tình bắn thắng đâu. Bắn thắng là bây giờ tôi bắn thắng ở đấy. Nhưng tôi sẽ cố tình gọi là để sau đó giết tôi hả. Đấy, giả bắn ngu thế. Giả bắn ngu một tí thì nó bắn chết. Mình phải chấp 4 round cơ mà các bạn. Nhưng mà mình nghĩ chắc là lát nữa mình đến round thứ 2 mình chọn súng thì mình sẽ chọn XM8 mình sẽ bắn luôn nhá. Tại vì là nếu như mà chấp tận 04 thì khó lật kèo lắm. Nếu như mà có đồng đội bắn cùng thì dễ, nhưng mà nếu như mà một mình bắn hai thằng á, xong độc lan chiến lỡ chết một cái thôi là thua luôn đấy các bạn ạ. Là coi như làm lại thì tôi gọi là tôi hơi lười đấy. Cho nên là tôi sẽ ấy rồi ôi, nhẹ nhàng tình cảm gọi là chấp nó 02, xong rồi là kèo rồi cái rồi lại chấp nó tiếp. Nó chấp gọi là chấp thế thôi, chứ chấp sâu quá không được. Đây bây giờ như đoạn này đúng ra tôi win đấy. Đấy, tôi sẽ giả vờ chết. Đấy, thấy không? Cứ im cho bắn rồi. Trời ơi, nhất bạn luôn chứ còn gì nữa. May là hai thằng địch này nó không biết mình. Chứ vừa nãy giờ mình gặp nhiều đứa địch lắm. Cũng không phải đây là trận đầu tiên mình ghép ngẫu nhiên đâu. À nhầm, mình lốc hai ác vào đâu. Gặp toàn mấy đứa nó nhận ra mình không à. Nó nhìn thấy hai cái nick này cái nó nghĩ là mình luôn. Xong nó đi vào YouTube và nó tra là chuẩn mình là nó éo bắn luôn các bạn ạ. Mấy đứa nó đưa ra nó chào mình không thôi. Đó, bây giờ là phải gặp mấy thanh niên nó phải bắn như thế này. Ui, kéo cái là nhẹ nhàng đi luôn hai cái đầu đó mình ngay à. Kéo cứ phải gọi là căng đét.
Nói chung là khẩu bão lửa này mạnh các bạn ạ. Nó mạnh xả kén với khẩu nâng cấp đâu. Thậm chí là nó bắn nhanh hơn khẩu nâng cấp đấy nha các bạn nhá. Ui, anh Hùng Akira IT ơi, anh con súng đẹp đấy. Cho em khẩu súng ấy đi. Ôi, éo cần nữa, nghĩ lại rồi. Anh ấy đứng AFK rồi các bạn ạ. Ui trời ơi, Hùng Akira IT rẻ rách. Thằng gà này, đứng AFK để tao phải gánh này. Thằng này nó gà các bạn ạ. Nhìn chung là tầm mình có thấy các bạn cứ hay khen Hùng Akira IT này cọ các kiểu. Gà không các bạn thấy không? Đây, cứ toàn phải để mình phải cân hết thôi. Thằng Hùng Akira IT đấy giờ chết chả bắt được cái gì cả. Rẻ rách thật đấy. Cái thằng này mày ngáo đá. Rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng chấp tiếp nó 2 round nữa các bạn nhá. Là lên thành 4 round. Sau đấy là mình lật kèo là hợp con nhà bà Lý luôn. Ui, combo súng này ngon thế. Combo này mà nếu như mà tôi bắn là tôi bắn phát chắc chết nó đấy. Rồi, mình cả bắn cái. Ui, cái định mệnh cho nó là tôi tình bắn một phát chết một đứa thôi. Sao tôi để một đứa giết tôi bắn chết mẹ cả hai luôn rồi. Lỗi kỹ thuật, em xin lỗi nhá. Lỡ tay, em lỡ tay thôi. Nào hai anh đừng nóng nhá. Hai anh bắn nó cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn chết một đứa. Còn một đứa còn lại thì mình chấp nha các bạn nha. Đó, bắn chết một đứa giữa. Ây da, ui, bắn thế mà nó bắn vào đầu luôn. Rồi đây, tôi chấp hơi bị sâu rồi đấy. Tôi không nhằm hồi máu luôn, tôi ra cho bạn bắn luôn rồi. Bạn mà không bắn nó chết tôi nữa thì chắc là bạn nghỉ đi ha. Giả vờ muốn tí nào, giả vờ muốn. Ây da, thằng này nó cũng bị bắn đi các bạn ạ. Cũng căng đấy. Ui ôi nào, thanh niên này chắc xem highlight Thái Lan xem anh ruốc hơn nhiều. Bạn ạ, à, bạn nhiễm vừa thôi. Chứ nhiễm nhiều là dở đấy. Bây giờ vấn đề là phải cho tụi nó chơi súng gì bây giờ ta. Mình nghĩ chắc là chơi AK đi các bạn. Mình nghĩ chắc mấy thanh niên này chắc sợ súng trường, hợp lý. Ui, anh AKIT có dòng xanh level 7 này. Ui, biết thế. Nhưng mà anh đéo có thể vô cực mùa 1 lêu lêu. Chỉ có Hùng Akira mét 2 em đây mới có thể vô cực mùa 1 thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lại đi. Mình gọi là hiếp hấp riêng một đứa nữa các bạn nhá. Sau đấy là còn đứa còn lại thì mình sẽ gọi là chấp nó. Các bạn thấy không? Nếu như mà mình mà bắn nghiêm túc ca thì mình thắng ai này lâu rồi. Nhưng mà là mình chấp nó 4 round nên là bọn nó mới lật được kèo thôi. Ui dồi, ôi dồi, thay điên được cả AK bắn trông có vẻ mù mắt thế. Nào bây giờ mình diễn sâu hết cỡ cho bạn rồi đây. Bạn bắn mình dùng cái. Nào, ô, yeah, ôi rồi, thằng này bắn gà vai. Ui giời ơi, nó bắn với tôi nửa tiếng đồng hồ mà tôi éo chết. Nào, bây giờ em bê cái xác của AKIT ra bắn. Đấy, em đứng im cho anh bắn thế này. Anh ơi, em đứng im rồi. Ui giời ơi, anh việc gì để sợ chết thế. Sao trông thanh niên này có vẻ Camarun thế nhở. Ui giời ơi, nó muốn bắn được chết cái nick ở trên điện thoại của mình. Nó cũng phải bắn mất nửa tiếng đồng hồ với khẩu AK. Trông nó khó chịu, nó khổ sở thật đấy. Bạn có cần người bóp vai, người massage cho không? Chứ trông là có vẻ là hơi cứng cơ đấy. Như này là hơi bị đuổi này. Nào, múa nhẹ quả động tác cái. Rồi, ok, chưa kịp dậm chân xuống tôi thấy quả lựu choáng nên tôi hơi hết hồn một tí. Nhẹ nhàng tình cảm, tiễn một đứa đi trước. Rồi, nào bé tiếp theo đâu, điểm danh từ 1 đến hết nào. Ây à, ui ôi, bắn Skyler lại còn bắn hụt nữa này. Dân chơi này, dân chơi nửa mùa rồi. À, dân chơi móc qua đây à. Dân chơi móc qua đây, ai à. Nó nguy hiểm ấy, nguy hiểm đấy. Nó tính gọi là kéo vỡ đầu tôi. Nó tính kéo vỡ đầu tôi, đúng là hảo hán. Ui, vai đổi các bạn ạ, đến round 44 này lại hơi Camarun đấy. Đến round 44 này là chúng ta sẽ chọn súng cho bản thân chúng ta thôi nhá. Chứ không phải là súng cho cả mát đâu. Ví dụ như kiểu là bây giờ mình chọn súng là XM8 này với 1857 này là mình sẽ dùng hai khẩu này. Đó, bây giờ mình sẽ ưu tiên bắn khẩu 1857 khẩu XM8 hơn các bạn nhá. Để mình xem là liệu mình có cân được hai này không. Mẹ hơi bị run đấy. Bây giờ mà chết cái là 4 năm là coi như là xịt thử thách luôn đấy các bạn. Đéo phải đùa đâu. Mẹ tôi mất công tôi bắn từ nãy giờ chả lẽ thua. Ây da. Ui, tưởng này nó nghe ra là coi như có mạng rồi. Ai ui, nó lừa mình không được. Không được, phải cẩn thận. TikTok có anh nào vô nhận vợ không? Không anh ơi. Thôi. Vợ con đéo tầm này, thử thách mới là quan trọng. Quan trọng là hóa đơn tiền điện. Ừ, bây giờ em không làm video. Chó thả hóa đơn cho em. Ui giời, cái định mệnh quả lựu băng tôi chết rồi. Chết rồi, ăn quả lựu băng mất máu. Anh ơi bình tĩnh. Anh đằng sau bình tĩnh. Ai à. Nó tính đấm mình này. Ai. Ui mày quá, thằng này nó nhây nó đấm. Chứ nó cầm súng chắc mình chết rồi các bạn ạ. Định mệnh bị thằng đằng sau bắn nữa. Ây da, hết hồn. Hết hồn đấy, Camarun đấy. Hết bom keo rồi các bạn, hết bom keo rồi. Hùng run thật. Hơi bị run đấy. Ôi dồi ôi, mẹ đái cả ra quần này. Các bạn đợi tí nhá. Để mình đái cho mình dọn bãi nước đái của mình cái đã. Đợi tí. Chờ tao đi đái chứ, chúng tao quay lại. Rồi, dọn xong bãi nước đái rồi. Ây da, trời ơi, đang mải dọn bãi nước đái em vừa tè dầm ra đây thì tự dưng anh lại chạy qua như thế. Anh chạy anh lựa lúc thế. Nào,
Nào, bây giờ mày chạy ra ngoài đây đi. Mày chạy ra ngoài đây đi. Mày chạy ra ngoài đây đi. Úi, lượm được một tí máu rồi. Bạn ơi, bây giờ thằng nào chạy ra trước là thằng ấy thua đấy. Bạn ngon, bạn chạy ra trước hộ mình cái. Trông có vẻ quả bo này là sẽ đến chỗ nó trước đấy các bạn ạ. Là nó sẽ phải chạy ra trước. Mình sẽ đứng đây mình kê luôn. Nó chạy qua cái là mình kéo phát luôn. Nào, 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 mày chạy đi. Nào, mày chạy đi. Yeah, yeah. Ok, như vậy là chấp 4 round độc lan chiến thì mình cũng thắng được rồi. Định mệnh nó thề như này mà chấp 0-4 thì chắc là tôi thua mất các bạn ạ. 1 cân 2 hơi khó. Ok, rồi chắc là video của mình cứ sẽ dừng lại tại đây thôi nhá. Nếu các bạn thích đừng quên để cho mình xin một like và đăng ký nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video của ngày mai. Và bye bye. Hùng A kia đi tê gà quá, gà như con gà.